Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang cùng theo dõi trên sóng livestream của kênh Bóng Đá và fanpage Hội đồng Hương sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội của giải bóng đá sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội lần thứ 10. Và trọng tài đã thổi còi bắt đầu trận đấu. Lê Tuấn, một tình huống phất bóng ngay sang phần sân bên phía các cầu thủ FC Kết Nối của cả hai đội bóng. Gia Khánh không thành công. Trọng Nhi, cú dứt điểm đầu tiên thuộc về cầu thủ FC Kết Nối. Và ngay sau đây sẽ là Lương Dương. Minh Messi, sự xuất sắc của thủ thành bên phía các cầu thủ Thanh Hóa NU. Lê Tuấn đang là người đứng trước bóng. Một pha đánh đầu cản phá của Hùng Trường. Gia Khánh Kết Nối tấn công. Minh Messi, nguy hiểm. Một pha lao ra kịp thời của thủ thành Trung Trí Thiện khi đối đầu với những nhà Á quân của mùa giải năm ngoái. Đánh đầu! Không phải là một cú đánh đầu. Một pha chớp thời cơ rất nhanh trong vòng cấm của Lương Dương. 1-0 dành cho cao thủ FC Kết Nối. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống đá biên của cao thủ FC Kết Nối. Một tình huống chạy cắt mặt của Lương Dương và một tình huống đệm bóng cận thành cực kỳ nhanh. Không được. Cú dứt điểm là của Trọng Nhi. Vâng, đó là cầu thủ áo số 14 Văn Tập là người rời sân. Gia Khánh, Lương Dương. Wow! 2-0 dành cho các cầu thủ FC Kết Nối và người ghi bàn đó chính là Minh Messi. Một bàn thắng có thể nói là dễ nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình. Gia Khánh, một pha ban bật với Lương Dương. Bóng tiếp tục quay về với chân của Gia Khánh. Chở bóng, đánh đầu! 3-0, quá nhanh chóng và quá chóng vánh. Người ghi bàn đó chính là idol Lương Dương. Idol Lương Dương đã có cú đúp trong hiệp 1 trận đấu ngày hôm nay. Tiếp tục là một pha đánh đầu. Một chiều cao rất tốt của Lương Dương. Lương Dương với một cú đúp vào của Minh Messi. 4-0. Rất nhanh. Mới chỉ đầu hiệp 2 thôi thì cao thủ FC Kết Nối đã có bàn thắng thứ tư. Người ghi bàn đó chính là Gia Khánh. Chúng ta hãy cùng xem lại một tình huống bóng xử lý lỗi của các hậu vệ bên phía các cầu thủ Thanh Hóa NU. Trung Hiếu, một cú sút thẳng của Trung Hiếu. Minh Messi, sân trơn khiến cho Gia Khánh đã không thể xử lý tốt trong tình huống vừa rồi. Bóng vẫn còn trong sân. Quốc Tuấn, Gia Khánh. Minh Messi, 4-2. Gia Khánh. Một sai và chắc chắn của cao thủ FC Kết Nối. William, rất may trong tình huống rất điểm. Gia Khánh, Hoàng Hiếu. Hoàng Hiếu, 3-1. Tốc độ của Trung Hiếu. Nam Khánh, tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-4. Chúng ta hãy cùng xem lại một pha tăng tốc của Trung Hiếu. Một đường chuyền dọn cỡ dành cho Nam Khánh và tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-4. Minh Messi, Gia Khánh, cho thủ thành Chí Thiện bên phía các thủ Thanh Hóa NU một lời khen. Đánh đầu! Và lần này là cú hat-trick. Cú hat-trick dành cho Lương Dương. 5-1. Ba bàn thắng của Lương Dương thì đều là ba bàn bằng đầu. Một pha di chuyển và đánh đầu rất hay của Lương Dương sau pha treo bóng của Minh Messi. Và ngay lúc này trọng tài đã thổi còi kết thúc trận bán kết 1. Các thủ FC Kết Nối đã giành chiến thắng trước các thủ Thanh Hóa NU với tỷ số 5-1. Đại học Thủy Lợi gặp các thủ Báo 6 Fedica. Xin chào và hẹn gặp lại.